mẹ đây, người ta ngồi đây mất tiền. Ôi thì ngồi mất tiền rồi, con chó già này nữa. Mọi người xem nhá, thằng này là thằng con chó già này nữa. Ai nó cũng chửi, nó dọa, nó chửi nhà xe, nó chửi tất cả mọi người từ nãy giờ. Mày chưa mày gọi đi, mày gọi ai, mày gọi đi. Chó điên này lên để cho mọi người nhìn thấy. Thôi chú à, gớm. Quay thằng này lên nhá, nếu như mà nó về đến xe buýt Bắc Giang nó có phiền hà gì cái xe buýt này thì mọi người gọi cho tôi. Okay, tao làm chứng cái thằng điên này cho từ đấy giờ nó chửi. Okay, nó chửi mọi người, nó địt mẹ địt cha tao chửi người một. Địt cả chỗ mày luôn. Thế là mày cứ mày tuổi đéo thì chúng tao. Thế mẹ mày ra mày bỏ rái mày đấy. Thôi, đây nó. Tao mẹ mày bỏ rái nhá. Tao chịu, tao chịu, tao chịu. Con mẹ à mày nữa. Đấy tao chịu. Mày bỏ rái mày ra địt con mẹ thằng này. Con kia đang quay mà tao chịu mà. Mẹ à mày nữa. Tao chịu. Nó tất cả mày à mày loại đúng chó già đồ ngu. Mày đợi hơn một tiếng đồng hồ, mày đợi 4 tiếng kẻ cụ mày. Tao đợi. Biết chưa? Mày đợi kẻ cụ mày ngu, con chó mày chết, mày có tiền mày đi xe mày đi khác đi. Mày ngồi lên đây ăn lộn à, để cho người ta chửi cho. Cụ mày nữa. Thế rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thằng xe bíp nhá, rõ chưa? Rõ đây. Mày ngu như con chó mày chửi hết nhà xe. Mày còn gọi cho thằng nọ thằng kia, mày quen thằng nào? Đúng rồi. Kể cả là giám đốc cái cụ mày. Người ta đúng giờ tao đi, con chó này nữa. Đúng rồi. Rồi, ok. Đây là xe bíp Bắc Giang nhá. Rồi, ok. Nó đi từ Bắc Ninh lên. Đúng rồi. Nhà xe, đây là mày nói cho tao nói nhá. Mày chửi cả chửi đây nhá. Ai thì chả biết. Mày đấy là mày nói mày đi nhá. Yên tâm đi, mái thoải đi. Ôi. Mày chơi con chó thì chả mái thoải. Ok đi. Vợ con tao nó ở dân ở quê nó không biết gì. Rồi ơi, nhà quê thì các cụ mày các biết. Anh em họ hàng nhà mày chả biết. Nó chả biết nó xin người là cái gì cả. Thấy lúc chả biết, mới chưa gọi chả biết gì cả. Mẹ mày thích đồ bùi không? Dái mày đâu? Đi con mẹ mày. Thích đồ bùi dái mày đâu? Đi con mẹ mày. Mẹ mày đầu bùi nữa, bố mày lại cho đập chết nát dái mày ra bây giờ đấy thì con mẹ à mày nữa. Đây nói con bé này này. Con đéo là không thấy tao ngứa tay. Mẹ xì gờ bây giờ. Thì con mẹ mày. Không liên quan gì. Ngồi ngay tay bà ngứa tay. Quê chết cụ mày đi. Không cứ đi. Ừ. Mày. Quê bây giờ nó còn sánh sỏi hơn thành phố chứ đừng có nói nhà quê. Đừng có nói cái giọng nhà mẹ quê. Mẹ đây các bà, mày toàn nhà quê đây. Từ lúc lên mẹ mày từng người một. Nhà quê có gì? Nhà quê không có gì thì chú lên xe chú ngồi im lặng, kể cả chú ngồi bắt xe 4 tiếng, chú cũng phải chịu. Như tao cũng như thế. Ai cũng như chú lại loạn là. Ý chú nói cho cháu này nhá. Ý chú. Thôi thôi chú sai rồi thì chú im đi, đừng để cho người ta chửi vào mặt cho giọng người ta. Cháu nói thật mày chú thế. Chú kể cả con chú rồi chú cứ về mà xem ai người ta dùng thôi. Quê bây giờ còn ăn cả thành phố, đừng nói là quê. Quê, khổ, thằng chó này là đi nhờ ra môn để khỏi mất tiền đấy. Không, riêng chú là tiền sản phẩm. Thì mẹ mày không giả đấy thôi, mày chú. Chú đi taxi đi, chú lên xe buýt người ta làm ầm làm ý là gì? Phải chửi nhau làm gì? Lâu chửi nhau mày lan bàn, người ta quay lên Facebook có phải nhiều ông chờ lâu là việc của ông chờ lâu, ông lại đi chửi từng người một như thế à? Ông chửi hết tất cả, ông địch ai? Ông địt ai? Quay thoải mái tao quan trọng. Mẹ mày nhà xe phải chịu chứ dây mấy các bà thì các bà cho mày vỡ mồm. Bà mặt mày mà sơ thì sợ gì? Các mặt lồn đâu mà mẹ mặt lồn đi con mẹ mày thoải mái bố mày, mặt bố mày mà lồn à? Mày nói là tao nói. Tao nói mà mặt mày đấy thằng già này, này mày làm gì đấy? Tao không đánh mày. Con mẹ mày đánh cái đó tao. Tao không. Địt mẹ cái loại mày đánh cái đó tao. Không đánh. Tao không đánh. Mày đánh mẹ mày nữa. Mày đánh mà cơ mẹ loại mày con chó này, tao cho mày cái này vào mặt. Ơi. Mày nhục thật. Đúng rồi, mày cứ quay phóng thoải mái tao, không quan trọng đâu mà. Ba mày chửi cho mày tỉnh nhất lần sau mày đi đâu mày nhớ, mày đừng bao giờ mày gây sự với ai. Đây là thằng này là nó đi lên xe buýt Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đúng rồi, cứ nó lên nó chửi người một. Đúng rồi. Địt mẹ từng người một, nó đe dọa, nó quẩy, nó cầm giết người. Quán nước ở đằng sau cái bản xe buýt ấy. Quen ông nội, quen ông kia, quen gì. Ờ, chỗ bảng xe bíp ấy, đằng sau cái bảng xe bíp ấy, cái xấu hổ. Ờ, cứ bảo cho này cháu sinh được thiêu hóa nhá. Gì mà nó lên xe nó đe dọa lái xe. Bé đang ở trên xe rồi nhá. Thế xong về bảo bà như thế nhá,